như vậy thôi. Trong này thì nó giống như là mình bypass là mình ẩn nha, các bạn để ý giúp mình ha. Rồi trong này là cái số series đầy đủ nè. Nói chung nó bypass thì nó chỉ vượt qua cái iCloud thôi, mọi tính năng trong máy thì nó không có thay đổi gì hết nha các bạn. Thì giờ quan trọng là mình xóa dòng hai, giống như mình lỡ tay reset máy coi thử nó có vô luôn không hay là nó dính màn hình hello ha. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình có cái máy iPhone nó bị khóa chủ sở hữu rồi các bạn. Cái này thì nhìn sơ qua là biết nó iOS cao rồi ha. Để mình ghim vô máy tính mình xem thử nó là máy gì đây. Chia sẻ với các bạn cái cách mình bypass nó nha. 11 Pro Max nè, iOS khá là cao nha các bạn, iOS 26 ha. Thì các bạn phải kích hoạt cái máy đến màn hình khóa chủ sở hữu cho mình. Rồi các bạn tải cái tool này về. Tool này mình để phía dưới video nha. Các bạn cài xong mở cái tool lên. Đợi một lát cái tool nó sẽ nhận về được cái điện thoại. Nói chung này là tool chạy tự động hết nha các bạn. Sau khi mà nó nhận được cái điện thoại, đầu tiên mình phải kiểm tra cái máy có thử nó có hỗ trợ bypass hay không nha. Cái này quan trọng lắm nha các bạn. Các bạn bấm active trên cái tool nè. Đợi một lát nó sẽ kiểm tra cái máy mình có hỗ trợ hay không. Các bạn nhớ cho mình là ghi mở màn hình khóa chủ sở hữu nha. Cái này là nó báo là ok, máy đã được hỗ trợ, vui lòng dạng như copy cái số serial mình đi đăng ký thôi. Nhớ cho mình là hiện tại bypass không sim nha. Không sim có nghĩa là không nghe gọi được bằng sim và không có 4G nha. Mình nói khá là kỹ, anh em muốn làm thì phải hiểu à. Chứ nhiều lúc làm xong hỏi ủa sao không sao được sim là mình cũng bó chân luôn các bạn ơi. Các bạn cần làm thì copy số series gửi cho mình đi đăng ký giúp các bạn thôi. Sau khi mà mình mua cái số series thành công á, nói chung là cho nó dễ hiểu ha. Cái tool này tool có phí rồi. Thì mình đăng ký thành công á, thì các bạn mở lại cái tool. Nhớ là kết nối cái máy ở chế độ khóa chủ sở hữu trước khi mình mở cái tool nha. Rồi ở đây thì các bạn bấm cái chữ Artist trên cái tool thôi. Rồi để mình kích hoạt nó thôi các bạn. Cái này nói chung là những cái dòng cao á, mình bypass nó cũng khá là lâu nha, chứ nó không có đơn giản như những cái dòng mà từ iPhone X đổ lại đâu các bạn ơi. Rồi ở đây nó có báo là cái giai đoạn 1, giai đoạn 2 gì đó. Thường thường iPad mình chạy là mình thấy nó tầm 10 cái giai đoạn. Còn iPhone đây mình không biết bao nhiêu giai đoạn ha, các bạn phải đợi nha. Nó báo trên cái tool là khoảng tầm mấy phút đó các bạn. Nói chung trong quá trình nó chạy á, thì các bạn tuyệt đối là không có đụng vô cái điện thoại, cứ để cho nó chạy. Cũng chẳng có kéo lên mở khóa gì hết, cứ để im cho nó làm gì nó làm. Nó reboot mấy lần là ok. Giai đoạn 1 nè, rồi bắt đầu nó chuẩn bị nó chạy tới giai đoạn 2. Nói chung cái này thì chắc cũng giống như mấy cái tool server á, người ta phát hiện ra cái lỗi gì của Apple. Ra những cái tool này mình bypass dùng wifi nha các bạn. Chứ hiện tại thì bypass dùng sim á, nó bị ngẫm lâu rồi các bạn ơi. Đợi lâu quá lâu á, thì khách hàng cần những cái máy quay video chụp hình làm clip gì đó, những cái máy ngon ngon á, thì người ta bypass người ta dùng thôi. Không cần dùng sim ha, thì các bạn gọi bằng Zalo, Facebook hoặc là Viber, Messenger gì được hết nha. Nói chung là mình không có dùng sim á, thì những cái tính năng còn lại nó ok thôi. Máy mình bình thường là nó bình thường, ví dụ như máy đang chụp hình bình thường á, thì các bạn bypass xong nó bình thường. Chứ nhiều lúc các bạn nói ủa bypass xong sao chụp hình không có được, cái đó là do nó bị hư phần cứng nha. Hư phần cứng thì nói chung các bạn bypass thì nó không có liên quan phần cứng nha, mình nói khá là chi tiết. Thì khi này thì mình cứ đợi cho nó qua giai đoạn này qua giai đoạn kia, nó cứ làm gì nó làm. Các bạn đi uống cà phê, cà pháo, cơm nước gì đó, rồi cứ lát nữa quay lại là thấy thành công thôi. Cái này là bước final nè, bước cuối cùng nè. Wow. Đợi một lát ha, vậy là cái máy này nó chạy chừng 6-7 giai đoạn rồi các bạn ơi. Ngon lành luôn nè, nó báo là đã bypass thành công. Rồi cái máy mình sẽ tự động reboot lại. Cái tool này nó block OTA, block xóa reset luôn nha. Thì các bạn đợi cho nó khởi động lên đi. Mình test một số tính năng cho các bạn xem luôn, cho các bạn mạnh dạn mình làm ha. Chứ để dù lúc các bạn nói ủa bypass xong lỡ tay reset xóa sao, nó về hệ lo tiếp là chết luôn á. Rồi sau khi mà nó vô menu chính rồi các bạn, ngon lành ha. Trên tool báo Z nè. Giờ mình test một số cái tính năng cơ bản cho các bạn xem ha. Đầu tiên của mình khởi động lại máy, coi thử nó có bị văng là tiếp không. Nếu nó văng là chết quốc luôn các bạn ơi. Cái này là tool server nha. Các bạn làm thì mình phải order series trước rồi mình mới bypass được nha các bạn, chứ nó không có miễn phí gì hết ha.
ngon lành nè, reboot lại thành công. Như vậy thôi, trong này thì nó giống như là mình bypass là mình ẩn nha, các bạn để ý giúp mình ha. Rồi trong này là cái số series đầy đủ nè. Nói chung nó bypass thì nó chỉ vượt qua cái iCloud thôi, mọi tính năng trong máy thì nó không có thay đổi gì hết nha các bạn. Thì giờ quan trọng là mình xóa dòng hai, giống như mình lỡ tay reset máy coi thử nó có vô luôn không, hay là nó dính với hình hello ha. Nói chung các bạn bypass những cái dòng cao tốt nhất là mình cứ xài ha, mình không cập nhật OTA, không có reset máy và tuyệt đối không có ghim máy tính restore hoặc là gì đó ha. Trừ trường hợp mà bí bách quá, nó lỗi phần mềm hay gì các bạn restore máy á, thì lúc đó cái tool còn hỗ trợ hoặc là iOS còn hỗ trợ thì mình bypass là thôi, miễn phí hết nha, bypass lại thì free các bạn. Rồi để mình nhập cái tài khoản ID Apple coi thử iCloud nó có hoạt động nha các bạn. Wow, không kết nối được tới server chủ nữa các bạn. Cái này là nó chưa đăng nhập được iCloud ha. Giờ chia sẻ với các bạn cái cách đó, mình fix cho nó luôn. Đầu tiên các bạn vô cái wifi mà mình kết nối, mình kết nối thủ công nha, kết nối với proxy thủ công nè. Các bạn nhập cái những cái dòng trên server chủ của cái tool này giúp mình. Khi các bạn nhập chính xác xong rồi mình bấm lưu. Rồi sau khi lưu xong các bạn trở ra, mình kiểm tra lại một lần nữa coi nè, ok ngon lành nha. Rồi mình thoát đa nhiệm đi, rồi vô lại mình đăng nhập tài khoản là hầu như là được nha các bạn. Nhưng mà nói chung nó đăng nhập thì hơi lâu xíu, tại vì nói chung mình fix cái proxy, có nghĩa là mình phát cái VPN qua đứng ngoài hoặc là gì đó thì cái đường truyền nó không có được nhanh á, nên các bạn nhập thì nó hơi lâu ha. Ở đây thì các bạn cứ đợi, mình test máy mình thấy nó đa số là nó nhập lần đầu khá là lâu, còn mấy lần sau thì ok nha. Ở đây nè các bạn phải đợi nè, cái này mình nhập mình đếm thời gian chắc tầm cỡ một phút hơn các bạn thôi, mỏi tay quá thôi mình để bên này cho nó chạy tiếp ha. Rồi cái này thì các bạn cứ đợi thôi, nó chạy dừng một xíu là nó báo là đã đăng nhập thành công nè, ngon lành. Nói chung là mình fit hầu như là full tính năng ha, trừ cái xài được sim thôi. Nói chung nhập được ID Apple, iCloud thì mình có thông báo này kia là chuyện bình thường nha các bạn. Sau khi mà các bạn fix xong á, các bạn nên quên cái wifi của cái nhà mạng đó đi, rồi các bạn nhập vô lại để cho nó tắt cái proxy nha các bạn. Các bạn không có nên để cái proxy nha, nhớ cho mình nha. Sau khi đăng nhập iCloud thành công á, mình bỏ cái proxy đó đi, rồi mình dùng bình thường thôi. Đó, giờ mình test thêm cái tính năng tải này kia trong Apple Store, tải một số cái app cho các bạn xem, rồi mình đặt mật khẩu khóa máy hay gì đó. Thì nói chung các bạn cứ test thoải mái đi. Cái này video thì mình làm cái máy này để mình test tool thôi. Các bạn thấy ok thì like đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Xin chào, cảm ơn các bạn. Thank you.